Vào đầu tháng 10 vừa qua, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố đề án quản lý và truy xuất nguồn gốc với thịt và trứng gia cầm. Đây là bước mở rộng tiếp theo trong quá trình thực hiện truy xuất nguồn gốc thực phẩm của thành phố sau rau củ quả và thịt heo. Cũng giống như những lần trước, đề án bước đầu tạo ra sự hồ hởi từ cả phía người tiêu dùng và tiểu thương. Tuy nhiên đằng sau đó còn không ít những nghi ngờ trước những bất cập của các đề án đi trước. Gắn bó với quả trứng gà, trứng vịt từ hơn 40 năm qua, cái tên Ba Huân có lẽ là cái tên đầu tiên người tiêu dùng nghĩ đến khi nhắc đến sản phẩm này. Theo bà Phạm Thị Huân, giám đốc điều hành công ty Ba Huân, từ năm 2005, doanh nghiệp của bà đã nhập khẩu mấy diệt khuẩn trứng và bắt đầu áp dụng quy trình quản lý theo hướng truy xuất nguồn gốc. Do đó, bà Huân rất mừng khi nghe Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng đề án quản lý và truy xuất nguồn gốc thịt gia cầm, trứng gia cầm. Thật sự cái truy xuất nguồn gốc thì từ trang trại, từ cái con gà giống tới thức ăn, tới đẻ ra cái trứng đem về tiêu thụ sản phẩm, thì công ty tôi nó làm cái ngành nghề này trên 40 năm, thì tôi làm về cái an toàn vệ sinh thực phẩm từ trang trại đến bàn ăn. Cái việc truy xuất này đối với công ty tôi rất là dễ dàng, tạo rất là nhiều cái thuận lợi cho công ty và cho người tiêu dùng. Theo đề án quản lý và truy xuất nguồn gốc thịt gia cầm, trứng gia cầm, dựa trên tem dán trên sản phẩm, người tiêu dùng có thể truy xuất được đầy đủ các thông tin liên quan đến gia cầm từ lúc một ngày tuổi. Các thông tin đó bao gồm cơ sở sản xuất giống, nguồn gốc thức ăn chăn nuôi, lịch trình tiêm chủng, cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ và xử lý trứng, v.v. Không chỉ riêng công ty Ba Huân, theo số liệu của Sở Công Thương, tính đến ngày 3 tháng 10, tức là ngày chính thức công bố, đề án đã có được sự tham gia của 35 trang trại gà giống, 431 trang trại gà lấy thịt, 61 trang trại gà vịt lấy trứng, 17 cơ sở giết mổ đóng gói thịt gia cầm và 9 cơ sở xử lý đóng gói trứng gia cầm. Số cơ sở này có khả năng cung ứng khoảng 250.000 con gà quy đổi và từ 1,9 tới 2 triệu trứng gia cầm mỗi ngày. Số sản phẩm này đang được bán lẻ tại hơn 1.700 điểm kinh doanh tại thành phố. Theo đánh giá của Sở Công Thương, khối lượng này hoàn toàn cung cấp nhu cầu tiêu thụ trứng và thịt gia cầm cho cả Thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả các doanh nghiệp tham gia đều là những trang trại có quy mô tập trung và quy mô lớn. Họ hết sức quan tâm đến vấn đề gìn giữ thương hiệu. Họ mong muốn khẳng định thương hiệu, họ tự tin công bố cái điều họ làm. Các doanh nghiệp ở đây, họ trực tiếp liên kết, trực tiếp giao nhận hàng hóa, họ không thông qua cái tầng lớp trung gian, cho nên cái độ rủi ro có thể phát sinh ở tầng lớp trung gian là không có. Và cuối cùng là họ là người trực tiếp dán tem, dán nhãn lên cái sản phẩm, cho nên họ trực tiếp phân phối đến sản phẩm đến các cái điểm bán. Như vậy thì quá trình ở đây chúng ta thấy là nó được tổ chức một cách chặt chẽ và chu đáo. Việc truy xuất nguồn gốc thịt trứng gia cầm bước đầu nhận được nhiều sự ủng hộ từ cả người tiêu dùng lẫn tiểu thương, bởi trong bối cảnh vệ sinh an toàn thực phẩm có phần bát nháo như hiện nay, thì ít nhất việc truy xuất được nguồn gốc của thực phẩm đã khiến cho người mua lẫn kẻ bán cảm thấy an tâm hơn. Tôi là kinh doanh buôn bán thì thứ nhất là những cái sản phẩm mà không đạt chất lượng thì tôi sẽ không sử dụng bán nữa, nói thẳng ra vậy. Mà những cái sản phẩm nào giống như là Phạm Tôn, hay là CB, những cái sản phẩm nào mà có cái nguồn gốc như Ba Huân mà được truy xuất sản phẩm á, thì tôi sẵn sàng tôi lấy những cái nguồn hàng đó tôi bán để cho, tại vì sao, nó từ cái nhà cung cấp cái sản phẩm từ ở cái trang trại nuôi nó đã qua một cái quy trình khép kín rồi, thì tôi là người kinh doanh tôi sẽ an tâm hơn để tôi bán ra cho thị trường cho người tiêu dùng. Tôi không sợ những cái sản phẩm mà nó không tốt mà nó luồn lách trở vô, cái đó là cái vấn đề gọi là phải ưu tiên cho người tiêu dùng. Nếu mà được càng ngày càng tiến bộ mà được các sản phẩm được ngay từ gà, heo, trứng thì vậy là bà con đi chợ càng yên tâm hơn. Mà nếu mà được thì càng ngày càng tiến bộ được cái sản phẩm như vậy là sự yên tâm của bà con là tốt nhất. Tuy nhiên, nhìn lại kết quả từ các đề án truy xuất nguồn gốc của thịt heo và rau củ mà Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện trước đó, thì cũng không ít người phải đặt lại vấn đề về tính hiệu quả của đề án lần này. Theo đó, sau một thời gian dài chuẩn bị, đến cuối tháng 7 vừa qua, Thành phố Hồ Chí Minh chính thức áp dụng chỉ cho phép kinh doanh sản phẩm thịt heo có truy xuất nguồn gốc tại hai chợ đầu mối là Hóc Môn và Bình Điền. Ước tính hai ngôi chợ này cung ứng đến 80% lượng thịt heo tiêu thụ mỗi ngày tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, trong ngày đầu tiên triển khai, tỷ lệ heo có đeo vòng truy xuất nguồn gốc vào hai chợ này chỉ đạt có 13%. Các chốt chặn kiểm tra sau đó cho thấy tỷ lệ heo không có đeo vòng nhận diện
hoặc có đeo vòng nhận diện nhưng không truy xuất được nguồn gốc vẫn còn rất lớn. Về vấn đề này, theo ông Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc áp dụng truy xuất nguồn gốc trên heo gặp cái khó là số lượng các cơ sở chăn nuôi quá lớn, đa phần lại là chăn nuôi với quy mô nhỏ lẻ, nên việc áp dụng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, ông cũng tin tưởng rằng việc áp dụng với thịt gia cầm sẽ dễ dàng hơn nhiều bởi việc chăn nuôi gia cầm hiện nay đã khá tập trung. Cụ thể, hiện nay, lượng thịt heo cung ứng cho thành phố đến từ hơn 2.400 cơ sở chăn nuôi khác nhau, nhưng lượng thịt gà chỉ do khoảng 430 trang trại cung cấp. Hơn nữa, đa phần các trang trại này đều thuộc các thương hiệu chăn nuôi lớn như Ba Huân, CP, Vĩnh Thành Đạt, v.v. Chính các doanh nghiệp này sẽ kiểm soát các trang trại bởi chất lượng sản phẩm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thương hiệu uy tín của họ. Cũng theo ông Hòa, thành phố đang hướng đến việc xây dựng một cơ chế chế tài với các đơn vị không tuân thủ đề án truy xuất nguồn gốc thịt heo. Hiện tại, các đơn vị vi phạm chỉ mới bị lập biên bản nhắc nhở nên không đủ tính răn đe. Do đó, giải pháp chế tài được kỳ vọng sẽ khắc phục được tình trạng đối phó của một số thương lái cũng như một nhóm người chăn nuôi. Đối với mặt hàng thịt heo thì chúng ta đang làm tốt ở giai đoạn 1. Ở chủ thể thứ nhất là nhà chăn nuôi, 78-80% người chăn nuôi đã công bố cái nguồn gốc của mình. Chúng ta đang phải làm tiếp ở giai đoạn chủ thể thứ hai là tại cơ sở giết mổ. Chúng ta cần có sự tham gia của các thương lái tự chịu trách nhiệm. Thì ở chỗ này cái tỷ lệ đạt chưa cao và chúng ta đang trong cái quá trình tiếp tục vận động, tiếp tục tuyên truyền, tiếp tục yêu cầu họ. Và thành phố cũng sẽ có triển khai những biện pháp chế tài ở cái chủ thể thứ ba là tại chợ đầu mối. Nếu ở khâu giết mổ làm không tốt thì sản phẩm sẽ không được nhập chợ. Thì khi chúng ta ban hành cái quy định chế tài như vậy thì nó sẽ có tác động thúc đẩy ngược trở lại, đòi hỏi các cái chủ thể phải đáp ứng cái yêu cầu của thị trường. Tuy nhiên, một vấn đề khác đáng quan tâm hơn đó chính là niềm tin của người tiêu dùng. Khảo sát tại nhiều điểm kinh doanh thịt heo, số lượng người cầm điện thoại để kiểm tra thông tin nguồn gốc thịt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong số những người khước từ việc truy xuất, vẫn còn nhiều người hoài nghi với chương trình truy xuất này. Bây giờ mình đề ra cái phương pháp là để mình kiểm tra thịt đúng không? Mà cái việc mà đeo vòng như vậy á, mà mình cũng không có tin tưởng vào cái truy xuất nguồn thịt thì cũng không tin tưởng, tôi không tin tưởng. Bà Lê Thị Thanh Lâm, Phó Tổng Giám đốc của công ty Sài Gòn Food cho biết, nếu đứng trên góc độ của người tiêu dùng, bà cũng sẽ lựa chọn những sản phẩm thực phẩm hàng ngày dựa trên uy tín của thương hiệu, hơn là nhất mỗi sản phẩm đều phải truy xuất nguồn gốc. Đây là lý do vì sao đã áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn PIC, một trong những tiêu chuẩn về truy xuất nguồn gốc có từ khá lâu đời. Nhưng Sài Gòn Food vẫn chưa tiến đến bước cuối cùng, bước công khai cho người tiêu dùng có thể truy xuất. Hơn nữa, việc sớm công bố truy xuất nguồn gốc, trong khi vẫn còn những bất ổn về nguồn cung, cũng sẽ tác động phần nào đến niềm tin của người tiêu dùng. Về lâu dài, nếu doanh nghiệp nào muốn tiến hành truy xuất nguồn gốc với sản phẩm của mình, thì cũng sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng. Mà nếu như trong một cái doanh nghiệp mà làm với thử nghiệm, làm coi như là khoanh vùng lại với một vài sản phẩm như Sài Gòn Food chúng tôi dự kiến làm, thì chúng tôi tin rằng là chúng tôi sẽ làm được. Tuy nhiên, với cái việc mà những thành phố đã làm những cái sản phẩm mà trên cái bình diện rộng như là thịt heo, thịt gà vừa rồi mà để rồi cuối cùng rằng là người tiêu dùng hoang mang rồi cũng lo lắng, thì điều đó là cũng rất là tức tiếc. Bởi vì cái việc làm đó nhiều khi rằng là sau này người tiêu dùng lại có một cái mất cái lòng tin, thì nó lại sẽ ảnh hưởng đến những cái doanh nghiệp khác khi mà làm thực hiện cái việc truy xuất này. Lãnh đạo của một doanh nghiệp về thực phẩm khác thậm chí còn cho rằng thành phố đã khá nôn nóng trong việc thực hiện việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Thực tế, việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm là mục tiêu mà lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã hướng đến từ nhiều năm nay. Nhưng với đặc thù của thành phố Hồ Chí Minh, đa phần các nguồn cung ứng thực phẩm không đến từ địa bàn thành phố mà rải rác từ các tỉnh thành xung quanh. Do đó, việc áp dụng này sẽ rất phức tạp. Nhưng khi mà nguồn cung ứng còn chưa được kiểm soát chặt chẽ, thì việc niềm tin của người tiêu dùng bị ảnh hưởng cũng là chuyện khó tránh khỏi.